xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 20 tây tháng 10 và có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Trump đi vận động, Joe Biden ở nhà chuẩn bị tranh luận. Ông Trump chê người điều phối cuộc tranh luận cuối cùng. Chính quyền tổng thống Trump bị kiện vì hạn chế thị thực lao động. Trump muốn Bộ Tư pháp phải điều tra Biden. Thiếu tướng Mỹ bị giải nhiệm vì lời nói bị coi là kỳ thị chủng tộc mỹ anh cáo buộc tình báo quân sự nga tấn công mạng bầu cử pháp và olympic nhật và tin cuối cùng là nhân viên hàng không nga buôn lậu đồ apple từ mỹ và bây giờ là thông tin chi tiết thưa quý vị ngày hôm nay ngày thứ ba là chỉ còn hai ngày nữa là sẽ đến ngày hai cứng. ứng cử viên của tổng thống sẽ so găng trực tiếp nhưng mà tổng thống trump thay vì dành thời gian để chuẩn bị cho cuộc tranh luận thì ông lại rong ruổi lên đường để gặp các cử tri à, bởi vì ông nghĩ rằng đây là cơ hội để ông có thể chuyển thông điệp trực tiếp và hiệu quả đến cử tri trên cái uh, chiếc máy bay Air Force One trở về từ Arizona vào ngày thứ hai. Tổng thống Trump có nói là Um, ông nghĩ rằng nó rất là unfair và không có công bằng cho ông khi mà cái nội dung của cuộc tranh luận lại được đưa ra trước đó là ông muốn là phải thay đổi, phải focus vào cái vấn đề chính sách quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ thay vì là những nội dung mà ủy ban tranh cử đưa ra như là vấn đề đối phó với Covid-19, vấn đề đời sống của người dân Mỹ về an ninh quốc gia vân vân và phía đối thủ của ông thì ngược lại, trong khi ông Trump thì rong rủi trên đường đến gặp cử tri, thì ông Biden đang ở tại nhà của ông ở Delaware với cố vấn cấp cao là ông Ron Klain để chuẩn bị cho cuộc tranh luận và có một chi tiết nhỏ mà phía bang tranh cử của ông có tiết lộ với giới truyền thông đưa ra là họ muốn là cái việc chuẩn bị này chỉ gói gọn trong một nhóm nhỏ bởi vì họ sợ cái sự lây lan của coronavirus. Nhận định về vấn đề này thì chúng tôi có phỏng vấn một khán giả của người Việt TV là ông Lương Tạ. Ông cũng là một nhà bình luận những vấn đề về xã hội. Xin chào ông Lương Tạ. À, chào cô Hoàng Vi. Thưa ông, ông nghĩ sao về việc hai đối thủ lại đi theo hai hướng khác nhau trong khi chỉ còn hai ngày nữa thôi là sẽ đến ngày mà họ lên võ đài để đấu trực tiếp à? à điều này thì dễ hiểu thôi. À, ông Trump luôn luôn tỏ ra một cái người uh, cao bồi. À, tới đây đó à, ông rất là tự tin đến độ đôi khi hơi quá à, cùng lắm á là ông nói trịch hoặc à, không có căn cứ à, để thay thứ thế cho cái sự thiếu tin tức của mình tại vì ông không sửa soạn à, nên trong những tranh luận vừa rồi đó à, ông à, ông chỉ có à, muốn tấn công đối thủ và cho thấy rằng mình mạnh hơn đối thủ à, còn ông Biden á ông là chính trị gia lâu dài à, lâu đời thì ông phải sửa soạn nhiều thứ khác nhau lắm, tại vì ông sợ đóng sai à, và ông cũng sợ rằng ông Trump tấn công ông vào nhiều khía cạnh khác nhau và lỡ ra bị, bị rớt nên ông phải tỏ ra là người à, có dáng vẻ là tổng thống. À, đó là cái khó khăn của ông Biden. Dạ, nhưng mà chắc chắn có một điều là ông Trump sẽ tấn công ông Biden trong cái câu chuyện về Hunter Biden phải không ạ? À? À, cái điều đó thì thì thế nào ông Trump thế nào cũng sẽ lôi ra. Dạ. À, cảm ơn ông lương tạ Cái đó, chuyển, sang, chuyển sang một tin tức khác thưa quý vị ông trump chê người điều phối cuộc tranh luận cuối cùng cuộc tranh luận cuối cùng như nãy giờ người việt vừa thưa giữa ông trump và ông biden dự kiến là sẽ diễn ra ở tennessee vào 9 giờ tối giờ miền đông mỹ vào ngày 22 tây tháng 10 là vào khoảng 6 giờ tối giờ cali và người việt sẽ có tường thuật và bình luận trực tiếp về buổi tranh luận này Ủy ban tranh luận tổng thống cho biết là micro của ông Trump và ông Biden sẽ bị tắt một cách tự động trong 2 phút trả lời của người kia nhằm tránh tình trạng ứng viên ngắt lời nhau. Và khi màn so găng cuối cùng với ông Biden chưa diễn ra thì tổng thống Trump đã chỉ trích người cầm trịch là Kristen Welker từ đài NBC. Ông Trump đã tweet về cô nhà báo này như sau là ông viết Cô ấy luôn tệ hại và rất thiên vị, giống như hầu hết phóng viên của các hãng tin giả. Nhưng tôi vẫn sẽ chiến đến bước cuối cùng. Nói một chút về cô phóng viên này, cô nhà báo này thưa quý vị, cô Welker 44 tuổi, có cha là thổ dân Mỹ, còn mẹ là người da màu. Cô đã theo ngành báo hình, ngành truyền hình kể từ khi tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên ngành lịch sử năm 1998. Và trước khi gia nhập đội ngũ của NBC News, cô Welker là một phóng viên và phát thanh viên và vào năm 2011, cô được uh, cô đã trở thành phóng viên chuyên trách về tòa bạch ốc của NBC. Cô nổi tiếng là người không ngại đặt những cái câu hỏi rất là hóc búa và hiếm khi để cho các chính trị gia có cơ hội né tránh việc trả lời. Và vào tháng trước, cô Welker được vinh danh là nhà báo mảng truyền hình xuất sắc nhất của năm 2020 tại Giải thưởng Báo chí Phụ nữ ở Washington. Cô cũng giành một giải Emmy cho đóng góp vào việc đưa tin của NBC News về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines rơi tại Ukraine. Cô cũng từng được đề cử giải Emmy nhờ đưa tin về bầu cử giữa kỳ năm 2010. Chuyển sang một phần tin tức khác, thưa quý vị, Trước đây, chính quyền Tổng thống Trump hồi đầu tháng 10 đã tuyên bố là Bộ An ninh Nội địa sẽ chuẩn bị những cái chính sách mới nhằm siết lại cái dạng thị thực lao động là H-1B nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người lao động trong nước. Còn theo Bộ Lao động, người chủ buộc phải trả tiền lương cao hơn nếu muốn thuê lao động nước ngoài và các đương đơn xin thị thực buộc phải thỏa mãn các điều kiện liên quan đến chuyên ngành về nghề nghiệp. Thời gian được cấp thị thực cũng bị rút ngắn so với trước đây thì theo một cái diễn biến mới nhất ngày hôm nay thưa quý vị thì Phòng thương mại Mỹ, Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia, Liên đoàn bán lẻ quốc gia, Hiệp hội Mỹ về tuyển mộ và chăm sóc sức khỏe quốc tế, Đại học Cornell và Đại học Nam California và những tổ chức khác đã đâm những cái đơn kiện chính quyền của Tổng thống Trump vì đã có hành động là siết lại cái dạng thị thực lao động nước ngoài như thế này. Bên bị kiện là quyền Bộ trưởng An ninh nội địa, Chad Wolf và Bộ trưởng Lao động. Và theo trang The Hill ngày hôm nay đã dẫn lại nội dung đơn kiện, họ nói một lần nữa bên bị bên bị đơn đã tìm cách biến dịch Covid-19 thành công cụ để phá hoại làn sóng di dân tay nghề cao và nếu không được kiểm soát, những điều luật trên sẽ tước đoạt quyền của các công ty Mỹ tuyển mộ người lao động nước ngoài thông qua chương trình H1B. Báo The Wall Street Journal cũng đã dẫn lời quan chức cao cấp của Bộ An ninh Nội địa. Họ cho biết là dự kiến có khoảng 1 phần 3 số đương đơn xin thị thật H-1B có thể bị từ chối nếu mà những cái chính sách mới này được bắt đầu. Cũng trong ngày hôm nay, thưa quý vị, ông Trump trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox News đã kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp là ông William Barr hãy mau chỉ định một ai đó để điều tra Biden về những cáo buộc tham nhũng đối với gia đình của Phó Tổng thống Joe Biden. Cụ thể ông Trump nói, đây là vụ tham nhũng nghiêm trọng và phải được làm rõ trước cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, chúng tôi đang làm rất tốt và sẽ giành chiến thắng. Tổng thống Trump nói thêm là cuộc thăm dò riêng của ông cho thấy là ứng cử viên của đảng dân chủ đang sụp đổ tờ new york post xin nhắc lại một chút tuần trước có tiết lộ các email của hunter biden là con trai của ông joe biden cho thấy là anh này từng giới thiệu cha mình khi đó giữ chức phó tổng thống mỹ với một giám đốc điều hành công ty khí đốt ukraine đang bị giám sát vào thời điểm đó tuy nhiên chiến dịch tranh cử của phía ông joe biden đã phủ nhận thông tin này và khẳng định ứng viên đảng dân chủ chưa từng gặp doanh nhân Ukraine. Trong một cuộc vận động tại thành phố Macon tiểu bang Georgia, hôm ngày 16 tháng 10, ông Trump cũng đã lên tiếng cáo buộc ông Biden là một chính trị gia tham nhũng và kêu gọi gia đình cựu phó tổng thống Mỹ là đế chế tội phạm, nhưng ông cũng không đưa ra một cái bằng chứng nào. Theo hãng tin AFP thưa quý vị thì các quan chức Anh và Mỹ đã chỉ đích danh thủ phạm là đơn vị 7445 của cơ quan tình báo quân sự Nga, còn được biết đến là trung tâm chính về công nghệ đặc biệt đã có những cái hành động tấn công mạng bầu cử Pháp và Olympic Nhật. Trong cáo trạng công bố ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết là sáu sĩ quan tình báo của Nga đã bị buộc tội tại Mỹ vì đã tấn công mạng lưới điện ở Ukraine, cuộc bầu cử 2017 ở Pháp và ở Thế vận hội Olympic 2018 ở Hàn Quốc. Nhóm này cũng bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công mã độc NotPetya vào máy tính của các doanh nghiệp toàn cầu. Trong đó, riêng ba doanh nghiệp Mỹ đã thiệt hại gần 1 tỷ đô. Ngoài ra, nhóm tin tặc Nga cũng nhắm vào các cuộc điều tra quốc tế, như vụ đầu độc cựu đặc vụ Nga Sergei tấn công các cơ quan truyền thông cũng như là quốc hội cho trà các hành vi cáo buộc đã diễn ra trong giai đoạn từ 2015 cho đến 2019. Nhận định về vấn đề này chúng tôi cũng tiếp tục phỏng vấn ông lương tạ. thưa ông lương thì chuyện những cái tin tặc nga đã tấn công vào các nước như vậy thì có ảnh hưởng gì đến nước mỹ hay không ạ à? thực ra thì đã có ảnh hưởng rồi thượng viện đã ra một báo cáo dài trang nhiều ngàn trang nói về những cái hành động rất cụ thể của Nga tấn công vào nước Mỹ từ năm 2016 và trước đó nữa à, sau này đó thì họ à, làm ra nhiều cái ly dán à, cho cái ví dụ vừa rồi đi thì à, à, cái lý do mà FBI họ không có à, tiến hành à, à, hoặc các báo chí không có à, đăng lên cái hòa bởi vì họ kiểm chứng không biết có phải đã cài cái máy tính đó vào trong uh, tiệm của cái ông kia hay không tại vì những cái bức thư uh, ở trong đó và những tin tức ở trong đó nó có vẻ nó được uh, uh, bỏ vào với nhau có những tin giả và có những tin thật uh, thế nên uh, theo tôi thấy đó theo tôi biết thì fbi họ đang uh, uh, tiến hành uh, để mà uh, cái điều này có phải là nga làm hay không và nếu mà nga làm đó thì thì cái điều này nó là cái ly gián giữa người dân Mỹ à, vì thế nên nhưng mà ngược lại đó tổng thống Trump có thể sử dụng này cái đòn với ông Biden trong cái kỳ tranh luận sắp tới mặc dù có thể là không có chứng cớ. Dạ và chúng ta cũng rất là hy vọng là FBI sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả điều tra là liệu có hay không câu chuyện của gia đình ông Joe Biden có liên quan đến câu chuyện làm ăn với Ukraine. Xin cảm ơn ông Lương. Thưa quý vị, chuyển sang một phần tin tức cuối cùng, nhân viên hàng không Nga buôn lậu đồ Apple từ Mỹ. Theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thì họ đã truy tố 10 người với cáo buộc là tuồn các sản phẩm Apple trị giá hơn 50 triệu đô la từ Mỹ sang Nga bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa họ với các nhân viên của hãng hàng không Nga. Các nhân viên đã thực hiện lệnh tìm kiếm và đã phát hiện số tiền mặt hơn 600.000 đô và một số lượng lớn các thiết bị điện tử tại nơi ở của những người này. Đơn kiện và bản cáo trạng được tiết lộ tại tòa án liên bang ở thành phố New York vào ngày hôm qua cho thấy là các nhà điều tra liên bang phát hiện 10 người đã buôn lậu trái phép hàng hóa sang nga ra sao. Các bị cáo đã tuồn số thiết bị của hãng Apple gồm điện thoại iPhone, đồng hồ Apple Watch và máy tính bảng iPad với tổng giá trị hơn 50 triệu đô la cùng nhiều tiền mặt từ Mỹ sang Nga thông qua sự trợ giúp của hành khách và nhân viên. Trong số những người bị truy tố thì có 8 người đã bị bắt và 2 người vẫn còn đang chạy trốn. Vừa rồi là các thông tin chi tiết của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.